chị luôn những cái đơn hàng này luôn. Chỉ cần mọi người share live stream sẽ bắt đầu xả luôn. Tí rồi em xả kính này 10k cho các chị yêu luôn nha. Rồi để lên đây tí nha, xả cho mọi người ha. Cây này cây gì đây? Wow, một cây kính nữ luôn mọi người. Cây này phải nói là hàng cháy cháy cháy, cực kỳ cháy luôn đây. Bây giờ mình có muốn săn ngay cái mẫu kính này 10k không? Tình yêu nào mà share cái live stream này cho em xả 10k. Kính của em đeo một tí nữa em xả 10k cho các chị luôn. Cây này là 900 mấy lần nha mọi người nha. Mà bị bom hàng về nè mọi người. Rồi, bây giờ em sẽ đọc cú pháp em xả một cái cây đính đá đầu tiên nha. Cho người nào có chia sẻ live stream cho em được chưa? Cú pháp để mà được săn em kính này 10k thì comment cho em là đã chia sẻ 10k kèm số điện thoại kèm địa chỉ cho em. Đẹp như vậy mà bơm về thì coi như xả cho mọi người luôn đi. Thay vì mọi người tương tác, mọi người chia sẻ live stream cho em thì mình sẽ đổi lại nhận được một em kính 10k này được chưa? Rồi, bây giờ em đọc cú pháp, cả nhà comment lên đúng cú pháp cho em nha. Đã chia sẻ 10k.